Trước lễ hỏa táng, anh trai của nghệ sĩ Chí Tài là ông Chí Thiện đã thay mặt gia đình lên đọc những lời sau cuối. Trong đó, ông Chí Thiện tiết lộ việc em gái Cẩm Ly là ca sĩ Hà Phương đã gửi tặng 50.000 đô, khoảng hơn 1 tỷ đồng cho đám tang nghệ sĩ Chí Tài. Hà Phương sinh năm 1972 và là em gái thứ hai của ca sĩ Cẩm Ly. Với khán giả trong nước, cô từng biết đến là một giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc dân ca trữ tình cùng ca khúc gắn liền với tên tuổi Hoa Cao Vân Trầu. Khác với chị gái, Hà Phương lại là người phụ nữ truyền thống, sống khép kín hơn và đi theo con đường kinh doanh, đứng sau sự nghiệp lừng lẫy của chồng. Ca sĩ Hà Phương thường được giới truyền thông nhắc đến với vai trò phu nhân của tỷ phú Mỹ gốc Việt, Chính Chu. Cuộc sống hôn nhân viên mãn và cuộc sống xa hoa của Hà Phương vẫn luôn khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Hiện cô đang ở cùng chồng và 2 cô con gái, tận hưởng cuộc sống yên bình ở Mỹ. Dù thời gian bận rộn, nhưng cô vẫn luôn sắp xếp để vừa có thể chăm sóc gia đình. Trong vài năm trở lại đây, Hà Phương ít hoạt động nghệ thuật vì bận cùng chồng đi gặp gỡ đối tác, đầu tư làm phim ở Hollywood, điều hành quỹ từ thiện và chăm lo cho gia đình. Cô cũng có mối quan hệ mật thiết với nhiều nghệ sĩ showbiz và giới quan chức trong và ngoài nước. Ngoài ra, không ít lần thấy Hà Phương xuất hiện khoe nhan sắc tại nhiều sự kiện lễ trao giải hàng đầu thế giới. Chồng của Hà Phương là tỷ phú Chính Chu, người nắm quyền kiểm soát tập đoàn hóa chất của Đức và tranh quyền kiểm soát tập đoàn máy tính Dell từ giới đầu cơ Mỹ. Cô khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước cuộc sống cực kỳ xa hoa nơi đất khách. Tháng 4 năm 2019, Hà Phương đã đứng ra tài trợ 100% chi phí đưa thi thể diễn viên Anh Vũ trở về nước. Ở tuổi 48, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc và gu thời trang sành điệu, sang trọng hợp lứa tuổi. Vợ chồng Hà Phương, Chính Chu, sống trong căn biệt thự to như tòa lâu đài và sở hữu căn penthouse ở tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower. Vợ chồng ca sĩ Hà Phương còn nắm trong tay khối bất động sản cực khủng, là chủ của một chuỗi khách sạn gồm Hyon San Francisco và Peri Hyon. Thậm chí, Hà Phương còn sở hữu hẳn một chuyên cơ riêng. Chuyên cơ này còn có cả nhân viên phục vụ đồ ăn, nước uống với thực đơn phong phú. Cũng giống chị gái Cẩm Ly, Hà Phương thường xuyên về nước tổ chức những buổi từ thiện giúp đỡ người nghèo.